Xin chào các bạn, trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay tiếp tục trong chuyên mục báo giá giới thiệu các dòng xe tải cũ, thì mình có một em rất là xinh xắn muốn mang đến cho anh em quý khách hàng của các bạn được thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một chiếc xe tải với thương hiệu là Đô Thành IZ49, tải trọng của nó là 2 tấn 2 tấn 3, nhưng em phiên bản thùng của bạc thì 4m2, mở tổng cộng có 4 bửng bên hông và bửng phía sau. Nước sơn màu xanh rất là bốc mắt luôn, IZ49 đây. Nhờ máy Đô Thành lắp ráp và sản xuất máy Isuzu. Tải trọng 2 tấn 3, khối lượng toàn bộ của em nói là 4,9 tấn, khối lượng bản thân là 2 tấn 4. Thùng dài 4m2, 10 kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, vô lăng có sự lực rất là nhẹ nhàng, ghế bột da và chỗ ngồi rất là sang trọng. Số 5 số tiếng và số lùi nha anh em. Nội thất rất là đẹp, cabin rất là liền lạc. Nói chung là xe nguyên zin nguyên bản, có máy lạnh, không đâm đụng nha anh em. Xe này là nguyên zin luôn đó nha anh em, không có đâm đụng. Là 2018, niên hạn sử dụng là 2043, là 2018, niên hạn sử dụng là 2043. Vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, xe đi được khoảng 140 mấy ngàn km nha anh em, cũng tương đối ít thôi. Tương đối hợp lý thôi. IZ49 đời 2018, máy điện tiêu chuẩn hệ R4. Đó, cần số của nó rất là xịn sò luôn, 5 số tiếng 1 số lùi, mọi thứ đều rất là ổn với cái mẫu xe này. Với mức giá bên mình đang dự kiến chào bán em nó cho anh em quý hàng cùng các bạn là 240 triệu, có thương lượng cho anh em xem xe và trải nghiệm dùng xe bên mình. 240 triệu ra đi em IZ49 do nhà máy Đô Thành lắp ráp và sản xuất, từ 2018, 2 tấn 3, thùng 4m2 xịn sò như thế này. Vỏ lớp đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7 inch nha anh em. Ở thùng mở bẩn, cầu sắc xi, bao dày bao cứng, nói chung là rất hợp lý và rất là ổn định với cái mẫu xe tải Đô Thành này. Nếu anh em mua về để khởi nghiệp, giá bình dân đời cao 2018, đăng kiểm vẫn còn dài đó. Nếu anh em thích cái mẫu xe Đô Thành này thì cứ liên hệ trực tiếp mình, mọi người đi xem xe trải nghiệm và lái thử. Xe được sàn thùng inox nhập sóng nha anh em, thùng nó là inox nhập sóng, thùng cũng rất là cứng và rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là nhìn cũng rất là xịn luôn anh em. Đầu cabin cũng rất là ok lắm, nói chung là đã máy móc cabin thùng mẫu sexy đều rất là ok. Mua và chỉ việc chạy thôi nha, không cần phải làm gì thêm. IZ49 thùng của bạc đời 2018. Đây, khối động cơ của nó nè, 2.7 lít. Công suất đạt 78 kW, tiện cho 3.400. Máy của nó là máy dầu 4 kỳ 4 xăng ngân hàng, máy Isuzu liên danh. Đó. Nhầm máy điện anh em, full nhập điện tử bếp full. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, mua chỉ việc chạy thôi nha. Mấy cái dòng xe tải IZ này chạy cũng rất là ổn mà rất là dễ sửa chữa luôn. Nhưng nhìn thấy cái mỗi xe này cứ liên hệ trực tiếp mình, 2 tấn 3, thùng 4m2, đời 2018, IZ49, nhờ máy Đô Thành lắp ráp và sản xuất. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe của mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng của các bạn trong những cái video báo giá cũng như được cập nhật liên tục tình hình giá cả xe của tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn.